Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, các bạn đây này, ở trên này là toàn núi rừng rất là cao. Vâng, và đây là rừng cà phê của bà con các dân tộc của thiểu số của Tây Bắc đã phát nương làm rẫy trồng cà phê để phát triển kinh tế hộ gia đình. Vâng, và với hôm nay thì cái buổi hành trình này tôi đã lên một cái khu vực rất là vắng, không có người. Bên kia là toàn những lương ngô, rồi là trên thì là núi rừng hoang vu. Đường đi lại thì khó khăn. Tuy nhiên là xe máy thì vẫn có thể đi được, vì ở đây thì bà con cũng đã dùng máy xúc để tạo thành cái lối đi lại hàng ngày. Tuy nhiên nếu như mà trời mưa thì không thể đi xe máy được mà toàn phải đi bộ. Vâng, và hôm nay thì trong buổi hành trình này tôi cũng đã phải để xe máy ở một nơi cũng khá là xa. Tôi đi bộ vào đây được khoảng gần 2 km đường ở rừng để đi vào cái khu vực mọi người làm ăn nương rẫy ở trong này, xem cụ thể là bà con Tây Bắc cuộc sống nó như thế nào. Vâng, tất nhiên rồi thì cuộc sống của người dân tộc Tây Bắc thì nó không được là nhàn hạ như là ở những vùng thành thị, những khu công nghiệp. Vâng, bà con ở đây thì lúc nào cũng chân nấm tay bùn, nương rẫy thì toàn đá là đá. Đi lại thì có khi đi làm lương thì đến từ sáng đi đến tối mịt mới về bản. Có những người thì là ngủ luôn ở tại lương rẫy. Vâng, qua quá trình đi vào trong núi rừng thì giờ tôi cũng đã bắt đầu về đến đầu bản. Vâng, ngoảnh lại quãng đường mình di chuyển cũng thấy rằng là một chuyến đi cũng khá là mệt. Đây gặp một bác đang đi leo núi đấy, chắc đi đến nương. Đường rất là trơn, vẫn có vết xe máy đi đây. Bà đi lương à bà ơi? Ôi rồi, thế tuổi cao rồi bà vẫn phải đi leo nương à? Bây giờ lên nương làm gì hả bà? Nuôi cá ở trên nương à? Nhà mình là có ao ở trên đấy hả? Có ao ở trên nương à? Thế là nuôi cá này, nuôi gà rồi nuôi lợn ở trên luôn đấy luôn. Nuôi cá rồi nuôi ăn thấy làm nương thấy. Làm nương trên đấy luôn. Vâng, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bà 67. 67 tuổi rồi, vẫn leo núi vẫn khỏe như thế này. 67 đấy. 67 tuổi rồi, đúng không? Xít 70 rồi mà vẫn đi leo núi. Vâng các bạn, đây là đây là một bản mà mình cũng chưa kịp hỏi tên xem bản này là bản gì này. Đây. Ở trong thung lũng xung quanh là núi. Ao rất là rộng, nuôi cá. Được cái là ở khu vực ở trên này thì dọc đường đều là cỏ voi. Tận dụng những cái chỗ không làm gì, không của ai thì bà con trồng cỏ voi để nuôi bò, nuôi dê. Mà đất thì cũng không tốt đâu, cằn cây chuối bé tí. Đất lẫn đá thì cũng
không trồng ngay gần sát bản đây, nhưng mà cũng không làm được gì, trồng không trồng ngô được, trồng cây chuối, chuối không lên. Và hôm nay gặp lại các chị các cô đang tập hợp ở đây, đang trang phục rất là đẹp đây. Vâng, chào bác. Vâng. Chị cho em hỏi tí là cái cúc áo này là nó bằng bạc hay là bằng kền, bằng cái bạc này, bạc xịn đấy nhỉ, của đúng bộ của người Thái, của người Thái ngày xưa đấy đúng không? Bây giờ nếu mà bây giờ là không có đâu đúng không? Bây giờ là họ làm cái gì thay thế bằng cái bạc không? Cái xanh căng. Vâng. Còn chiếc cái khăn này là gọi là có phải khăn piêu không chị? Khăn piêu hả? Thế còn cái dây này là cái dây này là để trang trí bên hai là nó cũng bằng bạc ạ? Đây ạ? Vâng. Không phải. Sà tích này ở đây. Cái này gọi là sà tích đúng không? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hành trình khám phá Tây Bắc thì hôm nay thì tôi đang ở bản Cụ thuộc một vùng của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Vâng, và ở đây thì những người dân trong vùng này thì cách đường quốc lộ 6 nó tầm khoảng 15 cây. Vâng, thì qua quá trình di chuyển thì hôm nay tôi vào khu vực này, đây là lần đầu tiên tôi vào cái khu vực mà đến cái bản này gọi là cái bản Cụ, tên của nó là bản Cụ. Vâng, thì bà con ở khu vực trên này thì là người dân tộc Thái, tuy nhiên là rất là sâu, và có một số người thì cũng không tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Ở tiếng kinh có thể còn hạn chế, không biết nhiều. Bởi vậy nên là có những cái giao tiếp mà nhiều khi là nói thì ra thì là bà con người dân tộc ở đây thì là có người là sẽ không hiểu, ít ra ngoài là sẽ không hiểu tiếng. Vâng, và đây là ngôi nhà cũng khá là khang trang của một bác nông dân người dân tộc Thái tại khu bản Cụ này. Vâng, thì trên sau cái ngôi nhà này thì nó là cái ngọn núi. Vâng, ở Tây Bắc thì nhiều người dân ở khu vực này thì đa số là ở sát chân đồi, chân núi. Bởi vậy nên là được cái là khí hậu gì trong lành, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm, nguy cơ của sạt lở trong những cái mùa mưa bão. Vâng, thì xung quanh nhà của người dân ở đây thì đã nuôi tăng gia, nuôi bò. Đây là những con bò của người dân tộc Tây Bắc. Bò này người ta thường hay gọi là bò cỏ. Bò chủ yếu là ăn cỏ. Thịt bò này thì được cái là thơm ngon, khác với những cái loại bò mà nuôi công nghiệp. Tuy nhiên cái giống bò này nó không to, nó chỉ nhỏ nhỏ. Ở trên này là cái vừa là lán vừa là dưới thì nuôi bò, trên là lán để đựng rơm cỏ ở đây. Vâng, và đây là toàn cảnh ngôi nhà của bác chủ nhà ở tại vùng bản Cọ này. Ngôi nhà thì được làm bằng gỗ, chắc là cũng khá là lâu năm rồi. Xung quanh thì quây bằng lết tre. Vâng, còn đây là chuồng lợn. Đây là bể nước. Đây là cái chuồng lợn, và giống lợn này gọi là giống lợn đen, lợn bản của Tây Bắc. Thank you.
Vâng, bà con đấy thì nuôi bò thì vẫn để ở dưới gầm gầm sàn, trên thì là nhà ở. Thực sự thì nó cũng có hơi có mùi. Đi vào sâu trong gầm của ngôi nhà thì ngôi nhà được kê bằng một cái cột bê tông đôn lên. Và đây là chỗ để bò. Và đây là cái cầu thang. Ta lên nhà. Ngôi nhà này của bác là làm bằng cái loại gỗ gì vậy bác? Gỗ tạp thôi. Bác làm được bao nhiêu năm rồi? 3-4 năm rồi. Thợ này là thợ trên mình đóng hay là thợ xuôi lên bác? Thợ trên mình. Trên. Bước xuống trong nhà thì có bể nước lọc. Trên là cái sân của nhà bếp đi ra, trên đấy có trồng những cái chậu để trồng cây rau thơm như là hành, hẹ. Còn kia là chuồng nuôi dê. Cái con dê này ở đây bây giờ bán được giá bao nhiêu tiền một cân hơi cháu? 120. 120 là dê cái hay dê đực? Dê đực. Đó, dê cái thì rẻ hơn nhỉ? Cái rẻ hơn, cái thì theo con già thì 80 thôi. Đây là cái món cà gai đúng không? Vâng. Quả cà gai này. Cà gai luộc. Luộc cà gai lên đúng không? Luộc riêng với nó hay là có luộc cùng với măng đắng không hay cái gì khác không? Luộc lá rủ. Luộc với lá đu đủ thì nó không đắng đúng không? Vâng. Hay là luộc cái này nó cũng không đắng? Không đắng đâu mà. Vâng, ở đây có một cái lồng chim chim cu gáy. Đây là những tấm cót này được quây xung quanh. Này. Cót làm bằng tre lứa. Ở dưới gầm thì có cả gà ở đây. Nói chung là nó cũng khá là bừa bộn. Đây những cái tủ gỗ đóng để đây không sử dụng đến thì toàn là đựng đệm bông lau, đệm của một loại đệm của người Thái mà tự làm. Thu nhập chính ở tại khu vực này thì bà con trồng cà phê. Đây là những cây cà phê được trồng trên vùng núi Tây Bắc. Hiện tại thì cà phê chưa có giá. Nhưng mà theo thông tin thì bà con nói là có năm được 15.000 một cân. Có năm thì được 10.000 một cân tươi. À vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Ở đây thì bác chủ nhà cũng đã có hàng trăm đàn ong. Đàn ong này là đàn ong nội đây. Đấy. Đàn ong nội này là bằng ván gỗ và xung quanh này, đây là quét phân trâu. Đấy. Vâng, để rất là cách thưa nhau. Đấy. Vâng thì ở trên vùng sâu vùng xa nhưng mà người dân tộc Tây Bắc cũng đã tận dụng những cái con vật nuôi ở tại khu vực vùng núi Tây Bắc này để đem về nuôi để phát triển kinh tế hộ gia đình. Vâng, cái thùng chỗ kia là cái thùng bằng lõ tròn này. Đó. Thân cây gỗ. Vâng. Còn đây là cái thùng đóng, xẻ ván để đóng.
Ôi nhà mình có nhiều cái song to thế nhỉ? Song to nhà mình để dùng làm gì mà làm lấy nhiều thế? Nấu rượu à? Để nấu rượu à? Để nấu rượu với đựng đồ. Lúc con giáo về nhà chồng ấy. Để làm cơm cố nhà công việc đúng không? Có công việc đúng không? Gia đình bên nhà gái tặng cho ấy. Khi đấy là cái của gọi là của hồi môn đúng không? Nhà gái đưa cho về nhà trai đúng không? Vâng. Nhưng mà bây giờ có còn phải ở rể như ngày xưa không? Không, bây giờ không ở rể nữa. Vâng, và hôm nay bác chủ nhà đãi khách đã dọn mâm sẵn đây rồi. Cũng rất nhiều thức ăn và rượu đúng không? Tây Bắc là rượu là vui nhất đúng không? Nay anh này ở Thái Nguyên nên là anh là phải uống làm sao cho nó đẹp đẹp tí nhá. Anh đừng có uống ít quá. Uống hết rượu nhà chủ rồi về. Uống ít thôi. Thôi. Cháu trẻ trẻ có rượu này uống thì say lắm rồi. Dạ thôi bác, chúng em cũng chỉ gọi là nhấp môi tí thôi chứ đi đường không ấy được, không uống được rượu. Chén rượu. Chúc mừng anh Hà Ba bốn anh em mạnh khỏe nhé. Cái gì là kết quả tốt đẹp nhé. Và hơi chúc sức khỏe các bác gia đình bác nhé. Đây là món thịt gà rừng. Hôm nay bác chủ nhà là đãi anh em ở dưới Hà Nội lên là món gà rừng. Đây là cái gì bác? Gam. Đây là gan rời. Gan rời gà leo. Và măng rừng, toàn đồ rừng. Đây, măng rừng này, cà rừng này. Món cà này là ăn cà này là chữa bệnh đấy, cà gai này. Chữa bệnh đấy. Cà gai này chữa bệnh. Chữa bệnh gan đấy. Đúng rồi, nó đắng mà. Còn món măng là chấm này. Bằng chấm này, cái này là cái này cũng là làm từ món cà rừng kia đấy. Rồi. Nhưng mà mình cho ớt cho cá vào. Đấy. Rượu thì là rượu mật ong. Mật ong rừng, thịt gà rừng. Đây là con dâu của bác chủ nhà. Rượu anh em ạ. Chúc cháu sức khỏe nhá. Làn trong chi ai em làn chơi nữa nhà báo có quay một ai phú cơ trong tên hở mới mơ cua đó đi trông làn noi đời cắn răng nừng muốn ăn tây chân ngái nừng ai lu non trái cái này nổi mới là hào xin lệ được chưa lần đâu mời lớn núi xưa là nên bà chàng nên nó nghỉ sẽ làm mớ cơm to đấy. Những địa điểm khác tại khu vực Tây Bắc này. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh.
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.